Chào khán giả đến kênh của Hoàng Trần. Hôm nay mình quay lại chợ lớn Sóc Trăng nha. Quay vào buổi sáng. Bán cá. Cá ếch đầy đủ. Mình bán gà. Gà này ký 120. Sáng bán rất là đông. Đi qua giải hải sản. Hải sản tươi sống. Rất là tươi luôn. Quay kênh YouTube. Bán hải sản rất là tươi luôn, cá lồng đông, luôn. Dạ. Cá tươi quá. Cá rất là tươi luôn. Rau củ quả rất là tươi. Đầy đủ các loại rau. Giải này gói rau rất là nhiều. Đầy đủ các loại rau. Chợ lớn Sóc Trăng buổi sáng. Chợ lớn Sóc Trăng buổi sáng. Cá ngừ. Cá xài. Cá chín. Xài keo á, ít một chút. Sáng rất là đông, rất là nhiều luôn. Video mình dài, mình sẽ kết thúc tại đây. Thứ hai xin một like và đăng ký. Cảm ơn các cô chú và các bạn.